Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây hơn một hoa giáp chi niên, tức là hơn 60 năm, nhân loại cũng rơi vào một khủng hoảng lớn về một dịch bệnh sốt bại liệt. Nhiều người trẻ khắp nơi trên thế giới đã bị mất mạng. Và năm 1957, bác sĩ Albert Roman đã tìm ra được vaccine. Và ông tuyên bố ông không lấy bản quyền. Ông tuyên bố rằng đây là công thức dành để cho tất cả nhân loại, và các công ty có thể sử dụng công thức này để sản xuất ra vaccine, để đem tới cho tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo, những liều vaccine để ngăn ngừa cơn sốt bại liệt. Đứng trước một khó khăn, con người cũng cứ mong đợi một phép lạ, theo nghĩa là biến đi, dẹp hết đi những cái khó khăn đó, cất hết đi những cái khổ sở này. Nhưng giả sử như lúc ấy Thiên Chúa thực hiện cái điều mà con người xin, thì làm sao xuất hiện một nhân vật xuất chúng như bác sĩ Albert? Làm sao xuất hiện được những con người có lòng quảng đại để sẵn sàng cống hiến và tuyên bố rằng tôi không lấy một chút công sức tiền bạc gì cho cái phát minh của tôi. Tôi cống hiến tất cả. Và ngày hôm nay, trước cơn đại dịch của Corona, chắc chắn rằng mỗi một người chúng ta cũng mong đợi làm sao mọi sự được dẹp hết đi, được sạch sẽ nhanh đi, Thiên Chúa làm đi. Như những gì mà các môn đệ bảo: "Thôi, Chúa cho họ về đi, đông lắm, nguyên 5.000 người không thôi, chưa kể đàn ông, con nít, cứ tính chung như là 10.000 đi." Ở một nơi đồng không mông quạnh, Chúa kêu họ về đi cho nó xong, cho nó nhẹ tội, cho nó đỡ vất vả. Không, chính anh em hãy cho họ ăn. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa có cách của Chúa. Chúa có cách của Chúa. Và cái cách của Chúa không phải là mọi sự nó dễ dàng để rồi làm sao thấy được cái công sức của con người.
Và khi Thiên Chúa trao phó cái vũ trụ này cho con người thì có nghĩa là chính con người phải giải quyết những vấn đề của mình, những vấn đề của nghèo đói, của chiến tranh, của thất học, của những khủng hoảng diễn ra trong cuộc đời. Và chính con người với khối óc Chúa ban, với tâm, với sức, với những gì, điều kiện, phương tiện của cuộc sống, con người hãy giải quyết vấn đề mà con người gặp phải. Tình yêu của Thiên Chúa không làm thay cho chúng ta. Chúa có cách của Chúa. Và khi Chúa đã có cách của Chúa, như trong Tin Mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan chương 6 câu 6 nói rất rõ. Chúa hỏi Philippe, Chúa thách thức Philippe, nhưng Chúa đã biết Chúa sẽ làm cái gì. Chúa đã có cách của Chúa. Và cái cách của Chúa trước hết cần phải có sự cộng tác của con người. Con người không cộng tác, phép lạ không xảy ra. Ông bà ta cũng hay thường bảo, không có bột thì làm sao mà gột nên hồ. Chỉ cần con người góp phần của mình, cho dù chỉ là một chút thôi, nhưng cái chút đó vô cùng quan trọng, Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại. Giả sử như cái em bé ở trong đoạn Tin Mừng Gioan chương 6 này không sẵn sàng trao cái phần bánh và cá nhỏ nhoi của mình cho Chúa, không sẵn sàng cống hiến những gì mình đang có, cho dù chỉ là ít ỏi thôi, có lẽ trên đường đi nghe Chúa giảng, mẹ vội vàng nhét vào trong bao của em bé một chút bánh, một chút cá để ăn lỡ đường. Và thực sự là lỡ. Thế nhưng cái lỡ đó chỉ đủ cho một mình em thôi. Nhưng em quảng đại, em sẵn sàng trao cho Andre, trao cho các môn đệ, để các môn đệ trao lại cho Chúa. Thế còn những người khác thì sao? Họ đâu có trao, họ phải giữ lại chứ. Em không đủ cho em mà, làm sao em có thể em chia sẻ cho khác được. Và thậm chí nhiều khi chia sẻ cho người khác còn bị nói rằng đi là, ôi sao con dại thế, con làm cái chuyện dại thế. Trong tình yêu của Chúa, trong tầm nhìn của Đức Kitô, không có cái gì dại mà không trở nên khôn. Không có cái nhìn của con người được đặt để trong lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã có cách. Thiên Chúa đã có cách bởi vì Chúa biết rằng Chúa làm được điều gì. Chúa cần con người cộng tác mà thôi. Trong tuần vừa qua, có rất là nhiều cuộc chuyển khoản có tới hàng trăm triệu đồng. Có nhất là cuộc chuyển khoản được gửi về cho khắp nơi, cho giáo xứ, cho nhiều những hộ gia đình khó khăn. Chứng tỏ một cái lòng quảng đại yêu thương xuất phát từ tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Thế thì những người không có tiền thì sao? Họ bỏ công, bỏ sức, họ bỏ trí tuệ, họ bỏ thời gian. Nhưng những gì mà các môn đệ có thể thực hiện, các môn đệ phải đi tìm xem ai trong số nhiều ngàn người có thể sẵn sàng cống hiến cái phần lương thực nhỏ bé của mình. Ai trong số nhiều ngàn người có thể sẵn sàng công tác với Chúa. Cái công sức của các môn đệ quan trọng lắm. Trong những ngày vừa qua cũng vậy, có rất là nhiều người trẻ, rất là nhiều cống hiến thời gian công sức, những chuyến xe rau về đêm khuya, cái lúc mà ai cũng cần phải ngủ để lấy đề kháng đối dịch Covid chứ. Nhưng không, sẵn sàng thức dậy để chuyển rau, để phân phối rau, để đưa tận tới những nơi đang bị cách ly một cách trầm trọng. Cứ như vậy, cái công sức của các con người bỏ ra, hàng trăm các tu sĩ nam nữ sẵn sàng bước đi, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng tham gia để chống dịch bệnh ở nơi các bệnh viện tuyến đầu. Cứ như vậy, biết bao nhiêu công sức được bỏ ra, biết bao nhiêu cái sự cộng tác chân thành. Tình yêu của Chúa Giêsu cần điều đó. Tình yêu của Chúa Giêsu cần chúng ta đóng góp. Và chắc chắn rằng Chúa cũng mong đợi mỗi một người chúng ta hãy tín thác vào tình yêu của Chúa. Chúa có cách của Chúa. Chúa có cách của Chúa để thêm sức mạnh cho chúng ta. Chúa có cách của Chúa để giải quyết những vấn đề khó khăn cho chúng ta. Chúng ta cần kiên nhẫn khám phá ý định của Ngài. Chúng ta cần kiên nhẫn để cộng tác với công trình của Thiên Chúa. Cứ như vậy, mỗi một đại dịch,
lại nảy sinh ra những bác sĩ, những nhà khoa học, những khám phá mới, những nỗ lực chân thành, những con tim quảng đại, những bước đường dấn thân không mệt mỏi để chia sẻ, để nối kết tình người và để diễn tả rằng trên dòng lịch sử cuộc nhân loại vẫn còn đó có một sức sống, vẫn còn đó có một tấm lòng quảng đại yêu thương, vẫn còn đó có một tình yêu rất lớn vượt lên trên những giá trị của bản thân để gặp gỡ và kết nối với người khác, để lo lắng cho nhau và để xây dựng cái hành trình của cuộc sống này. Tình yêu của Đức Giêsu luôn luôn là một thách đố cho mỗi một người chúng ta. Và khi chúng ta cậy dựa vào ơn Chúa không có nghĩa là chúng ta để mặc Chúa muốn làm gì thì làm. Mỗi một người có vai trò của mình, mỗi một người có sứ mạng của mình, mỗi một người cần phải trả lời cho câu hỏi tôi sẽ làm gì đi trước những thách đố của cuộc sống hôm nay. Tình yêu của Đức Kitô cũng sợ, theo nghĩa là cuối đoạn tin mừng Gioan chương 6 câu 15. Chúa trốn đi bởi vì Chúa sợ người ta tôn Chúa làm vua để mỗi một ngày làm cho họ phép lạ, mỗi một ngày cho họ ăn mà không phải làm, mỗi một ngày giải quyết cho họ những vấn đề mà họ không cần phải cố gắng. Chúa không đóng cái vai trò đó trong cuộc sống của chúng ta đâu. Cái sự quan phòng của Chúa không có nghĩa là chúng ta làm sai, Chúa sẽ cất đi cái sai. Chúng ta làm xấu, Chúa sẽ loại bỏ cái xấu. Chúng ta không trách nhiệm với chính mình, chúng ta không làm nên cái nét đẹp cuộc đời của mình, chúng ta không thể hiện được cái trách nhiệm và cái sự sáng tạo mà tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Thiên Chúa có thể trốn chúng ta, Thiên Chúa có thể không sẵn sàng thực hiện điều chúng ta xin nếu như chúng ta không bỏ vào đó công sức, những gì chúng ta có, những điều kiện và nhất là thiếu lòng quảng đại yêu thương. Sức sống của Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài luôn luôn là một động lực để cho chúng ta mở rộng con tim, để cho chúng ta biết kết nối tình thân. Và để rồi mùa dịch sẽ qua đi, nhưng tình thân sẽ ở lại. Mùa dịch có đó, nhưng tình yêu còn lớn hơn. Sức sống của Chúa Giêsu và cách thức Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng ta cần được chúng ta tìm kiếm, khám phá và suy gẫm mỗi ngày. Ước chi tin mừng của Thánh Gioan hôm nay chương 6 nhắc cho chúng ta không phải chỉ là tấm bánh nuôi cái cơn đói vật chất, nhưng còn là diễn tả cái tấm bánh của sự sống đời đời, cái tấm bánh để mở ra cho chúng ta một tương lai, một viễn tưởng, một niềm vui hạnh phúc đích thực của những con người vượt lên trên những giá trị của vật chất để gặp gỡ và kín múc sức mạnh của trời cao trong ơn thánh để bước đi trong những giá trị của tình yêu chân thành. Amen.